nhận và khu vực bên tay phải. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Đà Lạt Speak của Nha La Ca. Hôm nay thì Nha La Ca nhận được một mini tour sẽ đưa những vị khách trên kênh Đà Lạt Speak của Nha La Ca thì đặt qua số điện thoại của Nha La Ca để trên kênh đó quý vị. Thì du khách đến thành phố Đà Lạt tham quan theo một tour du lịch. Tuy nhiên thì khi đến thành phố Đà Lạt thì người ta muốn tách riêng ra để đi tham quan du lịch ở thành phố Đà Lạt với Nha La Ca qua một mini tour tham quan những cái địa điểm tham quan như là Sutton Hill, Linh Ấn Tự và một số các địa điểm khác nữa. Rồi đặc biệt là Nha La Ca làm video này vì trong cái lịch trình này có một điểm tham quan mà du khách kỳ này đến thành phố Đà Lạt rất quan tâm, đó là những vườn hồng, những quán cà phê mà có vườn hồng quý vị. Thì trong mini tour này sẽ đưa những vị khách chúng ta đến đó, cũng như là nhân tiện đây thì Nhân La Cà cũng làm một video để giới thiệu đến quý vị một cái chuyến hành trình du lịch khám phá trong một mini tour của Nhân La Cà. Còn bây giờ thì Nhân La Cà đang trên đường từ nhà đi vòng qua Hồ Xuân Hương, rồi ghé qua đập cầu Ông Đạo nè quý vị. Rồi vòng qua đường Hai Bà Trưng ở ngay khách sạn Lăng Anh để đón du khách. Hôm nay trên chuyến hành trình cùng đồng hành với Nhân La Cà sẽ có 5 vị khách, trong đó có 4 vị khách người Việt Nam, một du khách người Việt Nam tuy nhiên là Việt Kiều từ bên Mỹ về. Thì chuyến hành trình sẽ xuất phát rất là sớm. Bây giờ thì hiện tại bây giờ Nhân La Cà đang đi trên đường là mới hơn 6 giờ sáng thôi vị. Thì vì sao mà chuyến đi của Nhân La Cà sẽ xuất phát sớm, lát nữa thì Nhân La Cà sẽ giải thích sau. Ở đây là xung quanh Bùng Binh Nước, lối đi vào chợ Đà Lạt này, lên khu Hòa Bình này, bưu điện thành phố Đà Lạt. Và vòng qua bên đường Ấp Ánh Sáng, nơi mà có một cái vườn hoa rất là đẹp, đó là vườn hoa Sông Xanh, một cái vườn hoa mà hiện nay đang rất là hot, du khách rất thích ghé tới chụp ảnh bên phía tay phải đó quý vị. Thì Nhân La Cà đang đi qua, và tiếp theo là con đường Nguyễn Văn Cừ, vòng xuống ngay đây là có khách sạn Vietcombank nè, rồi vòng qua đường 3 tháng 2. Mùa này thì thời tiết thành phố Đà Lạt cũng kiểu là sáng nắng chiều mưa đó quý vị. Thế cho nên là năm nay tính ra là thời tiết cũng vào dịp tháng 8 và tháng 9 thì cũng không có mưa nhiều lắm quý vị. Đặc biệt mưa nhiều là vào tháng 6, tháng 7 vừa rồi thôi. Thời tiết thì kỳ này cũng có rất là nhiều sự thay đổi so với trước đây. Thường thì trước đây thời tiết vào dịp này thì đã đón được rất là nhiều những cơn áp thấp và bão. Tuy nhiên thì năm nay thì áp thấp với bão cũng ít. Bây giờ mặc dù là đã bước qua những cái ngày cuối tháng 9 rồi, tuy nhiên là thời tiết mà những cái cơn bão, cơn áp thấp cũng đổ bộ vào khu vực Biển Đông cũng khá là ít, do ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu toàn cầu chung cũng như là El Nino. Ở đây là cái lối đi vào khách sạn Lăng Anh, ngay cái lối mà đi vào gọi là con hẻm Sacom đó quý vị. Ở trong khu vực này thì có ốc Ba Ba này, rồi có những cái quán cơm gà, cơm lam cũng rất là ngon. Bây giờ thì Nhân La Cà đã đến ngay khu vực Sutton Hill rồi. Đường lên Sutton Hill nó có một cái con dốc rất là đẹp và có một cái căn cái cổng á, nhìn nó cũng đặc trưng lắm quý vị. Rất may là khi mà đến đây thì thời tiết đã nắng và đẹp rồi quý vị. Nhân La Cà xuất phát sớm
từ 6 giờ rưỡi là bắt đầu đón khách và di chuyển tới đây, khoảng mất 1 tiếng đồng hồ là tới đây là khoảng 7 giờ 30 sáng quý vị. Thì chuyến hành trình hôm nay thì nó có khác hơn là đi sớm và đến đây ăn sáng luôn quý vị. Thì theo như cái combo thì chúng ta sẽ tới đây ăn sáng. Thì hôm trước thì Nhân Lạc cũng có dẫn những vị khách tới đây ăn sáng. Thì ăn sáng là trong nhà hàng chay. Tuy nhiên thì hôm nay một trải nghiệm khác là chúng ta sẽ ăn ở ngoài sảnh này. Trong khuôn viên ở phía trong Sampton Hill thì ăn sáng là ăn chay. Còn phía ngoài này thì ăn sáng là ăn mặn quý vị. Thì ở trong đây có phở, có mì. Thì ăn sáng luôn ở đây trong cái combo. Thì các loại ăn sáng ở đây thì có ăn sáng và uống nước thì 65.000 đồng một phần. Nhân Lạc Cà chọn cho mình món phở rồi mì cho những vị khách cùng đi với Nhân Lạc Cà trong chuyến hành trình ngày hôm nay. Gọi gọi chú xuống ăn sáng ha. Nhân Lạc Cà đến đây sớm và bây giờ là mới 7 giờ 30 sáng thôi, cho nên là hiện nay thì còn khá là vắng, có một vài chuyến xe, một vài du khách thì cũng đã vào bên trong để tham quan rồi. Tuy nhiên thì 7 giờ rưỡi còn rất là sớm. Thường thì du khách đến Đà Lạt để tham quan những khu vực xa như thế này thì bắt đầu ăn sáng xong 8 giờ sáng mới xuất phát quý vị. 8 giờ sáng xuất phát thì tới đây khoảng 9 giờ sáng. Tuy nhiên thì Nhân Lạc Cà đến đây thì mới 7 giờ 30 sáng thôi. Sẽ ăn sáng với món mì, nấm, rồi gà vân vân. Cho nên nếu mà chúng ta tranh thủ thời gian sớm để mà đến đây tham quan để tránh cái nắng thì chúng ta đi tham quan sớm, tới đây ăn sáng luôn rồi sau đó sẽ đi vào tham quan. Khi đến tham quan mùa này thì chúng ta mua vé xong đi qua cổng thì chúng ta sẽ đi nào là xe điện, xe buýt ghi này nè, hoặc là xe 16 chỗ sẽ trung chuyển chúng ta đi vào trong bên trong để tham quan. Ở dưới này mình lên mất công, này mình đi xuống vắng vắng này chụp hình rồi đi ngắm cảnh đã luôn, vắng vậy chụp hình rồi mới phải cho nên mấy cô cũng rất là thích đi sớm, đi sớm để vắng, vừa trời mát này, rồi vừa chụp hình, có những bức hình đẹp rồi không có bị dính người đâu vị. Ở cầu vàng nè, cầu có vàng. Lát lên cho nó luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên phía trong khu du lịch văn hóa tâm linh của Sampton Hill. Nơi đây thì có một nhà trưng bày văn hóa Phật giáo Kim Cương Thừa, rồi có chiếc cầu vàng, rồi có đại bảo tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới. Vào đây chúng ta sẽ tham quan và chụp hình trong buổi sáng ngày hôm nay. Để ngay ghế đi, không sao đó. Để hết chưa? Đây là một khu du lịch văn hóa tâm linh mà Nhân Lạc Cà đã giới thiệu rất là nhiều những cái video mà khá là chi tiết cho chuyến cái hành trình tham quan du lịch cũng như là trải nghiệm ở đây.
thì mình nếu mà quý vị muốn xem kỹ hơn những cái video mà giới thiệu về chi tiết nhất từng khu rồi từng cái khu vực mà Nhân Lạc Cà cũng giải thích rất là chi tiết, rất là rõ luôn, thì các cái video trước đây Nhân Lạc Cà cũng đã giới thiệu rồi, cho nên hôm nay thì Nhân Lạc Cà không giới thiệu lại mà Nhân Lạc Cà muốn đưa những vị khách của mình tới đây để trải nghiệm cũng như là quay lại những cái cảnh quan ở nơi đây để cho quý vị cùng chiêm ngưỡng, cùng du lịch với Nhân Lạc Cà qua màn ảnh, với những chuyến hành trình khám phá những địa điểm mới, những khu du lịch mới cũng như là những cảnh sắc đẹp ở Đà Lạt. Hè vừa rồi thì Nhân Lạc Cà rất là nhận rất là nhiều những chuyến mini tour để tham quan du lịch, khám phá thành phố Đà Lạt, đi những cái điểm du lịch mới. Mùa hè này thì có nhiều khu du lịch mới như là Sutton Hill Đà Lạt, rồi khu du lịch Rừng Thông Núi Voi, và đặc biệt mới đây thì có thêm biển nhân tạo ở khu vực thác Pen, rồi tiếp theo đó là cầu kính ở khu vực khu du lịch thung lũng tình yêu đồi mộng mơ đó quý vị. Cho nên ngày nay đến thành phố Đà Lạt thì ngoài những cái địa điểm mà chúng ta tham quan trước đây rồi thì cũng còn rất là nhiều những cái khu du lịch mới hàng năm hàng tháng được mở ra liên tục. Thường thì chúng ta đoàn khách mà hôm nay Nhân Lạc Cà đưa đi thì 5 người, các cô chú anh chị là cũng lớn tuổi, 5 người thì đi theo một tour ở Sài Gòn lên thành phố Đà Lạt tham quan du lịch. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì khi mà coi trên kênh của Nhân Lạc Cà thì có những cái địa điểm hay, cũng như là Nhân Lạc Cà giới thiệu những cái địa điểm cũng có những cái mini tour khá thú vị, cho nên cô chú anh chị đã tin tưởng và đặt Nhân Lạc Cà, và Nhân Lạc Cà đã đưa đi những cái địa điểm mà cô chú anh chị thích. Thứ nhất là Sutton Hill, và tiếp theo đó là Linh Ẩn Tự, và tiếp theo là ăn trưa, rồi sau đó sẽ tham quan uống cà phê ở tại một quán cà phê Vườn Hồng ở tại thành phố Đà Lạt. Sau khi tham quan ở tòa nhà chính, khu trung tâm, khu trưng bày á, thì chúng ta sẽ đi vòng quanh những cái biểu tượng của Phật giáo Kim Cương Thừa, thì vòng quanh theo chiều kim đồng hồ, gọi là đi kinh hành hay là đi Cora đó quý vị. Những bức tường ở trong khu trưng bày này được vẽ cũng như là khắc họa lên những cái hình mà chúng ta thấy là rất là công phu và tỉ mỉ. Xa xa kia là Đại Bảo Tháp Kinh Luân đó quý vị. Một lát nữa thì Nhân Lạc Cà cũng sẽ đi xuống một vòng ở phía dưới. Ta vẽ bằng
giống như một bức tranh. Ở đây thì có những cái biểu tượng của hoa tiết liên đó vị. Hoa tiết liên nó giống như là biểu tượng của trong Phật giáo của mình, đó là hoa sen á. Thì bên Phật giáo Kim Cương Thừa đó có hoa tiết liên. À, riết thì như là cả đi các cái khu du lịch, review các cái khu du lịch, rồi những cái điểm văn hóa tâm linh hay là các cái điểm du lịch mới ở thành phố Đà Lạt thì tất cả đều như là cả cũng đều được xem, đi qua và cũng như là tìm hiểu. Thì riết thành khi mà đi những với vị khách của mình thì như là cả cũng trở thành một người giống như là một hướng dẫn viên thực thụ vị. Cũng sẽ giới thiệu cũng như là tìm hiểu kỹ những cái địa điểm tham quan để giới thiệu cho du khách. Khi đi lên trên ngọn đồi này với trên khu vực Tu Tra Đơn Dương thì cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 45 km về hướng về phía khu vực này. Thì đây là địa điểm mà có 3 ngọn đồi cao ở khu vực xã Tu Tra thuộc huyện Đơn Dương. Cho nên 3 ngọn đồi này nằm giữa một cái vị trí đẹp và khi mà đến đây thì gió lồng lộng đúng không vị? Cho nên cái không khí ở đây hết sức là tuyệt vời. Bây giờ thì hơn 8 giờ rồi quý vị, thì bắt đầu là du khách đang đổ dần về bên trong khu vực Sunset Hill để tham quan. Một lát nữa thôi thì khoảng tầm 9 giờ, 9 rưỡi thì lúc đó mới đông. Còn bây giờ thì lượng du khách thì cũng ở mức độ vừa phải. Cho nên như là cả đi sớm là vì vậy quý vị, đi sớm chúng ta sẽ tham quan được trọn vẹn hơn, cũng như là check in chụp ảnh. Khi mà còn vắng người thì chúng ta sẽ thoải mái và đặc biệt là trời sẽ mát mẻ. Ở đây có những vị khách là người Hàn Quốc đó vị. Thì người Hàn Quốc hiện nay qua Đà Lạt cũng rất là nhiều để đi tham quan du lịch. Vì như trước như là cả cũng có giới thiệu rồi, vì ở Đà Lạt có sự kết nối, sự hợp tác với bên Hàn Quốc của các cái trường đại học này, rồi cũng như là có đường bay thẳng từ Đà Lạt đi qua Busan của Hàn Quốc. Trước mắt chúng ta đó là Đại Bảo Tháp Kinh Luân, lớn nhất thế giới. Khi mà chúng ta đặt tay lên ở đây để xoay bên sai cầu nguyện thì chúng ta sẽ cầu nguyện và đọc câu chú Amani Padme Hum. Thì cầu nguyện cho mọi người đều có sức khỏe, đều có bình an, rồi mọi điều may mắn đến với chúng ta cũng như gia đình. Theo số lẻ. Hãy subscribe.
Đó là một hành trình từ dưới, chúng ta sẽ ăn sáng rồi đi lên tham quan du lịch và một vòng từ nhà trưng bày cho tới những tượng Phật, cầu vàng, rồi tới Đại Bảo Tháp Kinh Luân. Và tới đây thì chúng ta sẽ kết thúc hành trình và quay trở lại bên ngoài để đi tham quan một địa điểm khác. Và bây giờ là khoảng 9 giờ sáng quý vị ha, thì bây giờ bắt đầu là du khách đã đến đông đến để mà tham quan du lịch ở khu vực này rồi. Và như Nhân Lạc Cà nói thì nếu mà chúng ta đi sớm thì chúng ta vắng người, chúng ta sẽ chụp ảnh được rất là dễ dàng. Còn bây giờ thì đông người rồi thì chúng ta phải chờ người này người kia, và chúng ta sẽ chụp hình đó thì sẽ dính người nhiều hơn so với lúc sớm mà Nhân Lạc Cà đi quý vị ha. Đó là vì lý do vì sao Nhân Lạc Cà đi sớm, và đi sớm thì chúng ta sẽ được tham quan nhiều điểm hơn nữa. Và sau khi tham quan xong thì có xe điện Bích Ghi sẽ chở chúng ta đi xuống phía dưới xe để chúng ta tiếp tục hành trình di chuyển qua một điểm tham quan mới trong chuyến hành trình mini tour tại Đà Lạt vào ngày hôm nay. Các xe khách, đặc biệt là những cái xe 45 chỗ bắt đầu chở du khách đến đây đông rồi. Thường thì những ngày cuối tuần thì đây là một cái địa điểm mới nên thu hút du khách đến nhiều vào những cái dịp cuối tuần. Cho nên bây giờ cũng không phải là mùa hè, tuy nhiên chúng ta thấy là xe đi vào khu vực này rất là nhiều, vì đây là khu du lịch mới, cũng kích thích cũng như là du khách muốn tới tìm hiểu ở nơi này nhiều, và đặc biệt là tới tham quan Đại Bảo Tháp Kinh Luân. Cho nên là nhiều người rất thích tới khu vực này. Và địa điểm tiếp theo mà Nhân Lạc Cà muốn đưa quý vị đến đó là Linh Ấn Tự, thuộc Nam Bang, thị trấn Nam Bang của huyện Lâm Hà quý vị ha. Từ vị trí này đến từ trung tâm thành phố Đà Lạt mà đến ngôi chùa Linh Ấn Tự này thì khoảng 27 cây số quý vị, 27 cây số. Chúng ta có thể di chuyển từ quốc lộ 20 đi vào, cũng như là chúng ta có thể di chuyển từ hướng cung đèo Thành Nung để đi xuống. Chùa Linh Ấn Tự thì rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội cũng như là truyền thông rồi. Thì ở đây có một tượng Phật Mẹ Quan Âm cao 71 mét, nằm ở ngoài trời quý vị, và có một cái chánh điện với nhiều tượng Phật đẹp. Trước mắt chúng ta đó là tượng Mẹ Quan Âm cao 71 mét, nằm bên cạnh thác voi hùng vĩ. Khi mà chúng ta đứng bên cạnh Mẹ Quan Âm thì chúng ta sẽ nhìn thấy một thác voi nước chảy ao ao. Vào mùa này mùa mưa cho nên nước nhiều và chảy sẽ có hơi nước bốc lên mịt mù luôn. Đây là một trong những thác hùng vĩ nằm ở gần Đà Lạt. Ngoài thác Đa Tăng La, thác Cam Ly thì thác voi là một trong những thác mà rất nổi tiếng ở cạnh Đà Lạt. Đúng không ạ? Và sau khi tham quan hai địa điểm đó là Sunton Hill và Linh Ấn Tự thì Nhân Lạc Cà quay trở về thành phố Đà Lạt ngay trung tâm để ăn cơm. Thì món quán ăn mà hôm nay Nhân Lạc Cà giới thiệu đó là cơm ngày ba bữa, nằm ở trên đường Đống Đa quý vị, thuộc phường 3 thành phố Đà Lạt. Thì quán cơm này cũng rất là gần nhà của Nhân Lạc Cà, và quán cơm này có nhiều món ăn ngon phù hợp với gia đình, cái không gian ấm cúng.
Khi mà Nhân Lạc giới thiệu trên những cái video trước á, thì quán này á, có rất là nhiều vị khách mà xem kênh của Nhân Lạc tới đây ăn rất nhiều. Hôm nay thì Nhân Lạc đi vào thì cũng gặp những vị khách mà đã coi kênh Lân Nhân Lạc và vào để đây thì gặp mặt nhau rất là vui luôn. Và tiếp theo một địa điểm mà du khách cũng rất là thích khi mà đến thành phố Đà Lạt mùa này, đó là quán cà phê mà có vườn hồng, đó là Persimmon. Persimmon thì dịch ra tiếng Việt đó là quả hồng đó quý vị. Thì quán cà phê này nằm ở trên đường Hùng Vương. Nếu mà chúng ta xem trên Google Map á, trên Google Map thì chúng ta thấy là cái quán cà phê này nằm ở địa chỉ là 96B Hùng Vương, phường 9 thành phố Đà Lạt. Đây là một cái quán cà phê mà hồng người ta trang trí cũng như là có những cái địa điểm mà hồng chín đều đẹp để cho chúng ta tới mà chụp ảnh. Bây giờ Nhân Lạc mời quý vị cùng vào trong uống cà phê, uống nước và cũng như là tham quan chụp ảnh ở trong khu vực này. Ngoài khu vực vườn hồng thì phía dưới cũng có rất là nhiều những cái tiểu cảnh cũng như là một cái con dốc đẹp để cho chúng ta có những cái bức ảnh đẹp. Cho nên đây là một quán cà phê mà Nhân Lạc càng nghĩ là cũng có một cái view nhìn về thành phố đẹp nè, nhìn về phía đường Hùng Vương, rồi cũng như là có một cái vườn hồng, rồi có trái hồng, có những cái không gian mà chúng ta có thể check in chụp ảnh được. Hôm trước thì Nhân Lạc cũng giới thiệu những cái quán cà phê mà nằm ở ngay khu vực hẻm 63, ngay thác Phen quý vị, thì có những quán cà phê ở dưới đó như là quán cà phê đợi một người, rồi vườn hồng, quán cà phê nhà của Tom, hay là vườn rừng nhiệt đới, vân vân. Thì những cái quán cà phê ở dưới đó thì cũng có cái view đẹp. Mùa này thì bắt đầu hồng bắt đầu chín, và khoảng tháng đầu tháng 10 á, thì bắt đầu hồng sẽ nhiều. Và lúc đó thì chúng ta sẽ có những cái bức ảnh đẹp hơn. Như vậy là hôm nay Nhân Lạc đã giới thiệu đến quý vị một chuyến hành trình du lịch tham quan khám phá thành phố Đà Lạt với những cái địa điểm tham quan như tâm linh, như là Sunton Hill, rồi Linh Ấn Tự, và tiếp theo đó là một quán cà phê vườn hồng rất đẹp nằm ở trên đường Hùng Vương, đó là quán cà phê Persimmon cà phê Đà Lạt, nằm ở địa chỉ là 96B Hùng Vương, thành phố Đà Lạt, phường 9. Nhân Lạc rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cũng như là theo dõi những video mới nhất của Nhân Lạc nhé. Còn bây giờ thì Nhân Lạc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Có lý.